Hello, xin kính chào tất cả anh em đã quay trở lại với nokesethanh.com của mình nha. Hôm nay thì mình vừa về được vài cây 6600. Thì nó là đàn anh của Nokia 7610 á, đàn anh của chiếc lá lớn. Thì bên mình vừa về có hai phiên bản. Màu trắng lại màu xanh. Trắng với lại trắng xanh. Đây, nói chung là nhìn cũng giống như chiếc lá lớn luôn, không khác gì ha, tại vì đây là phiên bản trước của 7610. Đây là phiên bản nâng cấp của mình xin lỗi, là phiên bản trước đời trước của 7610. 7610 là cải tiến sau thôi. Thì các dòng này thì mình chủ yếu là mua nghe gọi sưu tầm. Chung là dòng này thì pin cũng rất là trâu. Năm 2/5, hồi tháng 6 tháng 10, 2/5 ha. Còn 7610 là khoảng 2/6. Thì dòng 6600 này thì pin nó dùng pin 5C. Đây mình dùng pin 5C. Thì 1020 mAh, nói chung sử dụng thì 3 đến 5 ngày. Nghe gọi nhiều 2 đến 3 ngày vô tư. Thì dòng này sử dụng pin chung với lại 1280 thì anh em biết cái mức độ trâu của 1280 cỡ nào rồi ha. Thì đây là phiên bản model là 6600. Nó sẽ không có tiếng Việt nha anh em. Nên anh em nên cân nhắc trước khi mà lựa chọn sử dụng dòng máy này ha. Nó sẽ không có tiếng Việt. Thì cụm camera thì chỉ có 1.2 megapixel thôi. Camera thì nói chung thì bây giờ chủ yếu là giải trí thôi, chứ cũng không có xài cái gì. Thì các dòng này thì camera cũng rất là mờ, nó không có đáp ứng được nhu cầu hiện tại của anh em nha. Đây, nó chỉ vậy thôi. Rồi không có chức năng lấy nét gì hết ha. Chủ yếu chức năng thu phóng gần lại nè, nó giải trí thôi, ôm lại những kỷ niệm xưa thôi. Hồi xưa nào mà anh em cầm cái này thì ra cũng là một thời đẳng cấp. Ra quán cà phê thì mình để xuống một cái rồi thiệt. Nói chung là auto đẹp trai với lại auto cô gái được luôn. Đây thì mình xài cái chui là chui lớn. Chui dây sạc chui lớn nha. Chứ mình xài chui nhỏ không được. Chui này sử dụng phải chui lớn. Thì nghe gọi thì chuông nó rất là to, để mình chỉnh cái chuông cho anh em nghe luôn. Lo trong lo ngoài thì ok. Nghe gọi thì rất là ok luôn á, mình cảm thấy là cây này thì không còn gì để nói, chỉ có là không có tiếng Việt thôi. Anh em nào mà không rành thì nói chung thì cũng xài vẫn được nghe gọi thôi, chứ đâu có chức năng gì nhiều đâu, chủ yếu nghe gọi thôi. Đó, mình chỉnh hết âm lượng luôn nè. Đây. Đây cái chuông nó bên đây nè nha anh em, nằm bên hông nè. Đó. Rung rất là mạnh, rung mình cảm thấy là mỗi tay luôn á, nói chung là vậy, rất là ok. Nên vậy anh em thì bỏ vô túi thì ra ngoài đường á thì chuông nó cũng rất là to. Đây thì mức giá mình thì bán 400 mấy thôi anh em, thì cảm thấy ok thì cứ liên hệ cho bên mình qua số 0944440974 nha. Đây mình cũng còn mấy cây à, anh em nhanh tay lên hoặc là lên website của mình á, nokiasethanh.com thì sẽ ra, hoặc là lên Google chỉ cần gõ Nokia Sài Thành thôi, nó sẽ hiển thị những trang web liên quan với Nokia của mình ha. Rồi rất là cảm ơn anh em đã quan tâm, nếu cảm thấy hay thì cứ đăng ký kênh của mình và chia sẻ cho anh em cùng đam mê để xem những video hay nhất của mình ha. Rồi, cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại trong những video lần sau nha.